Hôm nay là ngày 2 tháng 1, dẫn ba đi đi Universal Studios. Ok, stop bên này, let me. No, this one. Still watching. And đây là Melody. Ok. Hả? What? I'm like, ok. That's even worse than inside. Ở đây là gọi là Universal Studio Hollywood. Đang ở Hollywood. Lạnh lắm.